có bố đúp đê nha anh em. Đây, đây là xanh sai tôi xác. Đang ở sới khô luôn nha anh em. Đồng này đây là đồng Bình Thạnh, Hồng Ngự, Đồng Tháp, thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp. Cái đồng mà ngay chân cây xăng Đại Dương đi vô đó. Đồng này nó cũng nhỏ chứ không có lớn. Mấy đây, 7970 Sơn Tâm của 6 Tâm, là mũi với dần sới của 6 Tâm. Con này nhìn đã ta, còn quá ngon lành cành đào luôn, còn đồ nguyên zin hết nè, còn đi vỏ nhỏ luôn. Nó 7970 nha anh em, 70 là đời sau của 50, cho nên hai cầu nó không có xài DT đâu, hai cầu nó xài 4WD. Mà coi coi này có 4WD không, hình như là không hả. Ghê chưa? Coi kìa. Quá ngon luôn. Không có 4WD nha anh em. Không có 4WD có nghĩa là cabo một cầu đó. Cho nên là không biết con này là đổi lại cabo một cầu hay là con này lên cầu mình chưa biết. Rồi, xỏ đôi luôn. Rồi. Phải rồi, con này phải đi xỏ đôi vì đi sới khô nó mới đúng bài. Cha. Cái này hình như 7950 á, mà đắp cabo của 7970. Đây này, cái sọc bạc nè, sọc bạc ở trong là của 50, khớp trong là của 50. Rồi Kubota em 7950 hay 7970 cũng kệ mày. Sử dụng động cơ Kubota V4003 piston 109 4.3 lít tua 2004. Công suất chính xác là 79.5 HP nha anh em, không có phân biệt là bản châu Âu hay là bản Nhật gì hết trơn á. Tiêu chuẩn là 79.5 HP. Cái này mình có thông số đầy đủ bản tiếng Nhật luôn. Đó. Đi là đã khô này dính vô mấy cái dấu máy kéo rồi, nặng lắm. Nặng mà từng máy lắm. V4003 nha anh em. Động cơ nó lớn hơn thằng 4000 của thằng 6000 với 7000 với 7500. Lớn hơn 300cc. Piston thì lớn hơn 4 ly. Thằng kia 105 còn này 109. Vậy lớn hơn 0.4 ly chứ. 4 ly đúng rồi, 4 ly, lộn 4 ly. Có nghĩa là 0.4 cm. Nguyên đỉnh nó gì á. 15-36 đó. Mà chứ là như là đi 9-24. Ở lòng vòng ở đây thì 79 này cũng được đâu, 2-3 chiếc gì đó, với con một con 69 một cầu. Đây đất thịt đây cứng ngắc luôn, đồng này có 2 vụ à. Cho nên sới khô là đi máy lớn sới không. Mà hầu như đồng này có một mình con này là sới, đồng này cũng nhỏ. Ghê, hôm sới không bựa luôn rồi. Khủng khiếp thiệt. Cứ 3 tấn cộng thêm nha anh em mấy dòng này á. Nhưng mà chính xác nó là tầm khoảng 2 tấn 4, 2 tấn rưỡi à. Hai cầu nè. Cái mặt nạ với cabo là của 70. Nhưng mà cái ốp vô lăng ở trong, ốp khớp lái ở trong thì là của 50. Cho nên con này không biết 50 hay 70 nữa. Máy hai cầu nhưng mà đi cabo một cầu. Khủng khiếp chưa. Hai số sớ 540 với 1000. Đất đúc gơm à, sớ lên cho, bụi cho không. V4003 này nó vẫn xài lên tới 95 anh em, 95 50 9570 rồi đó, nhưng mà nó có turbo. Còn nằm trên 79 thì không được bô. Còn lên thằng 105-50 hay 105-70 gì đó thì là nó xài F5000 rồi. Máy tới 5 chấm lần 5 máy.
Động cơ Kubota thì V là 4 máy, S là 6 máy, F là 5 máy, D là 3 máy. Dòng này là dòng dòng máy lớn đó các bạn, cho nên piston nó 109 lần. Dòng máy nhỏ là 6.000, 5.000, nó piston chỉ có 105 thôi. 70 thì đời sau của 50. Nó kinh hồn thiệt. Mang dàn này ngắn, ta dàn này có 2m, 2m2 à. Thủ luôn là 2m2 á. Năm chín, bảy chín, sáu chín. Con 49 chưa quay được ở đồng này luôn nè. Con 49 đó hình như là hồi mùa rồi đấu đầu rồi. Bỏ cái máy 6 xuống rồi. 95 nói ngay đi, thì ở Hồng Ngự này hầu như là cái dòng này đủ luôn anh em, chỉ có thiếu là 135 thôi. 49 có nè, 59 có nè, 69 có nè, 79 có nè, 95 có nè. Còn 95 thì ít có đi sớm mấy đồng dưới này lắm, còn 95 nó sớm trên đồng rồi tới hậu vậy đó. Nó nói đúng hơn là mấy cái dòng này ở Hồng Ngự cũng nhiều á. Từ 49 cho đến 95 luôn. Vàng Sơn Tâm, vàng này ổng sắp bông sớ cũng chiên khô lắm nè. Dòng MK Boju này mình có mô hình nha anh em nào cần thì mình nhập về cho. Giá nó cũng hơi cao, hơn 1 triệu á. Mà chưa tính ra được 1 triệu mấy. Cực độc luôn. Chạy thì ghê được trời. Con này còn ngon lành cành đào luôn. Quá lực. Đất khô mà có ba mấy cái dấu vô mấy kéo này, trời ơi, sớ nó nặng đây các bạn nè. Thịt này, coi thịt nè. Thịt này là thịt chắc nịch luôn nè. Thịt có 2 vụ. Thịt 3 vụ nó còn đỡ đỡ. Số 4 WD nó nằm ngay giữa nè. Cabo này, cabo có một cầu. Trên Hồng Phước vẫn có một con 7950 cabin á, nhìn khủng bố luôn. Có sóng nè, có gắn sóng vô nè, gắn sóng nó đi xe nước nhìn nó đã mắt. Cái này phải lên 18-430 rồi, nhìn nó mới lực sĩ nữa. Cái máy mẫu về vuông này thì lên bánh lớn thì nhìn cái đít nó bè ra. Nhưng mà nhìn phớt ngang thì thấy bánh, không có thấy cái bánh lớn đâu. Do cái về nó che hết mớ rồi. Có dòng 6.000, 7.000 mà dòng về tròn đó thì lên được 18-430 rồi, nhìn hải hùng luôn. Mấy cái dấu giống mấy kéo nè, sớ ngọt liệm luôn. Kìa, anh ra anh phá đằng đó kìa. Mình đánh vòng lên. Cái đó ngay cái đầu vạc, cái đầu quay đầu đó. Đó. Ngọt sớt không?
sớ đâu có bự đâu. Máy 4.3 mà nó phải nhỏ trời. Sao đôi này còn hẹo không? Không có hẹo rồi. Kiếp chờ. Nè, cái đường bè nó làm gì nè. Nó cái dấu bánh này. Cái dấu bánh gì đâu mà lúng dữ. Vô. Quá lực. Đường nữa là xong cái ô này rồi. Khủng khiếp thiệt. Dí không hay là qua đến vòng qua luôn. Hơi xíu nữa. Ồ, có cái này đưa bánh kè vô đi nè. Nắp đắt lên thì thả không? Thả lại. Dưới chân ngay dưới chèm bẹp, dẻo nhẹo rồi nè, dính bánh. Không nọ, không đủ để ghim mình đâu. Ô này dấu máy cắt cũng ít, như lòng dấu bánh cũng ít. Dòng này hình như là giá nó rẻ hơn thằng dòng mà chẳng ngàn nữa, rẻ hơn 7.000 DT nữa hay gì đó. Bảy chín thì so ra thì nhiều người nó hao dầu cũng đúng nha anh em, tại vì nó 4.3 mà nó lớn hơn tới 300cc lần, mà tua chỉ có 2.400 mà cũng công suất vẫn nằm ở là 7.9 à. 79.5 HP là nó thấp hơn, lộng nó cao hơn thằng 7.000 được có 1.5 HP, 7.078 mà động cơ lớn mà HP nhỏ hơn, cho nên là tính ra động cơ lực sinh công nhiều, có thể nói là mua men sắn động cơ nó cao hơn của thằng V4000 7.000 á.
Đây cái đuôi ở đây càng gạt sớ nè, nó về có trẻ nè, về này sớ nước nhìn đã lắm, vét nó vét có sọc nhìn đã lắm. I can do it. Đua biết 50 phải không chú? Chú có gốc 50 rồi. Gốc 50. Cabo này cabo, cái cabo một cầu à. Rồi ông lên cầu. Cabo này cabo một cầu. Dạ. Mới mua không? Đó rồi. Thì đây chỉ cái đồng này mới quay. Mấy mình đâu mà trời ơi kìa. Biết gì là hồi sớm cũng vậy đó hả? Trồng này như hai vụ rồi phải không? Dạ. Phá dám vòng ở đảo là sớm. Quyết định. Dạ dạ sân tâm hả chú? Dấu nhẹo à, một đúp à, thằng này cái tem nó nằm ở đâu chú, con kiếm hoài không ra cái tem máy của nó, 7.000 này đóng với cái lóc này nè. Ném nhẹ mới tay mới luôn à. Ở đâu đồng nào? Không chính một cầu à. Một cầu là của ông Tâm rồi phải không? Chặt cái trên kia. Chỗ đang cắt lúa đó à. Đường đường cổ đi qua được không? Đi đường lớn vô phải không? Không chạy này nè, để thẳng ra. Tiếp tục chiếc này chú mua ông nói nó còn vậy luôn rồi đó. Ông nói cái ô này nó cũng chờ lắm nhưng mà phá rồi mới sớ được lại đó, phá giáp dầu mới sớ đó. Cái dòng này mình kiếm tem hoài không ra ta. Còn 7950 cabin được đó quay. Mình dư tài xế kiếm luôn mà cũng không ra cái tem, không thấy cái tem nằm đâu luôn. Vậy. Kinh khủng. Rồi cái ô mà nó mới chờ ơ nữa đấy.